yêu mẹ nhiều lắm. Con yêu mẹ nhất trên đời. Có khi nào nghe câu nói tràn đầy yêu thương vừa rồi, các bạn giật mình tự hỏi, bao lâu rồi mình chưa nói lời yêu ba mẹ? Các bạn đang nghe podcast của Truyền hình Đồng Tháp. Lời yêu thương sao khó nói sẽ là chủ đề của podcast kỳ này. Mình là Thu Thảo sẽ cùng tâm sự với các bạn nha. Bất chợt mình thấy các bé nhỏ ôm chầm lấy mẹ và nói những lời ngọt ngào. Con yêu mẹ lắm. Mình cũng thấy ấm áp vô cùng. Những lời nói dễ thương này cứ mãi văng vẳng bên tai và khiến mình suy nghĩ nhiều lắm. Nói thật, không biết hồi nhỏ làm sao, chứ từ khi lớn lên tới giờ, mình chưa bao giờ nói được câu con yêu mẹ lắm, con yêu ba lắm. Mặc dù bản thân mình rất biết ơn và yêu thương ba mẹ. Nhiều khi thấy mình về đến nhà, ba mẹ rất vui mừng, hay thấy mẹ vất vả nấu cho mình bữa ăn ngon, mình cũng muốn nói con cảm ơn mẹ, con yêu ba mẹ, nhưng lại rất ngại nói ra. Mình định nói, cái tự nhiên lúc ấy trong đầu nảy ra tiếp suy nghĩ, nếu mình nói như vậy mẹ mình phản ứng ra sao ta? Sao thấy ngại quá. Vậy rồi những lời yêu thương lại xếp vào một góc. Mà không phải riêng mình, khi nói về chủ đề này, rất nhiều anh chị, bạn bè mình cũng vậy. Hầu như không ai có đủ tự tin nói lời yêu thương. Với nhiều bạn bè ngày nay cũng thế. Như vừa rồi, mình tìm gặp một số bạn để trao đổi về chủ đề này, thì cũng có rất nhiều bạn ngần ngại giống mình. Và đây là nguyên nhân mà họ khó nói được những lời có cánh. Con trai mà nên là cũng khó nói, khó bày tỏ. Hồi nhỏ thì nói, chứ lớn lên có đứa nào nói không? Thấy là giống như là từ nhỏ ở quê thì lo đi làm rồi đâu có thời gian đâu. Cái không có ấy, còn giờ con nít giờ lúc nào cũng ở bên cạnh đó, cho nên cái nói mình nói mình thương nó cũng nói lại vậy nó nói. Còn hồi đó ở dưới quê nghèo, đi đâu cái bỏ đi từ sáng tới tối mới về. Cái giống như tư tưởng của nó hình thành như vậy rồi, không có dạy nó mấy cái đó, nó không biết. Cái lớn lên cái nó cũng như vậy, nó quen như vậy luôn, cái nó đâu có quen. Mà đúng vậy á, ở cái thời của mình và xa hơn nữa là cái thời của ba mẹ mình, ông bà mình. Khi ở nhà có bao giờ nghe ba mẹ, người lớn trong nhà nói lời yêu đâu. Người lớn họ yêu nhau thầm lặng, kín đáo lắm. Cũng chẳng bao giờ nghe ba mẹ nói, ba mẹ thương con lắm. Mà đã không nghe thì sao biết mà bắt chước nói theo. Hồi nhỏ không nói nên đến lớn lại càng khó nói hơn. Nên nếu trách với trẻ ngày nay thờ ơ trong việc bày tỏ tình cảm với người thân trong gia đình thì cũng không đúng, phải không nào? Không ít bạn trẻ hiện nay cũng thừa nhận vì không thể nói lời yêu thương với ba mẹ mình là do không thường xuyên tâm sự, trò chuyện cùng ba mẹ. Nhất là với những gia đình có ba mẹ đi làm cho công ty, doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước nè. Guồng quay bận bịu của cuộc sống khiến cho thời gian gia đình ở bên nhau cũng vì thế mà trở nên hiếm hoi. Bên cạnh đó, khoảng cách về thế hệ, sự khác biệt trong tư tưởng, những thói quen và lối sống không giống nhau đã khiến những người trẻ và ba mẹ của họ bị đẩy ra xa nhau hơn. Trong hoàn cảnh đó, những câu từ thể hiện tình cảm lại càng trở nên xa xỉ. Một phần vì sự ái ngại của người lớn, một phần do chính bản thân, nên thay vì nói, những người con có hiếu sẽ bày tỏ tấm lòng với ba mẹ bằng quà cáp. Những ai mà tình cảm nhẹ nhàng lắm thì cũng nói thêm được vài câu đại loại như chúc ba mẹ nhiều sức khỏe, ba mẹ coi có thích món quà này không. Có thể thấy khi càng lớn, chúng ta càng có xu hướng rời xa vòng tay của ba mẹ, ít chia sẻ với ba mẹ các vấn đề của bản thân mình, dù chuyện đó là vui hay buồn. Dần già thành cái thói quen nên cũng ngại nói lời yêu thương với đấng sinh thành. Mình có tìm hiểu về nguyên nhân thì nhiều chuyên gia tâm lý giải thích rằng khác với người phương Tây, người Á Đông mình thể hiện tình cảm theo hướng nhẹ nhàng, từ tốn, kín đáo hơn, không trực tiếp thành lời mà thể hiện qua việc làm, hành động cụ thể. Người phương Tây, lời nói sẽ đi kèm với hành động, ví như con yêu ba, họ sẽ nói và chạy đến ôm hôn ba mình.
Còn với người Á Đông, chúng ta có sự phân biệt với từng người để nói lời yêu thương, thể hiện tình cảm bởi nhiều nguyên nhân. Đặc biệt với những người thân trong gia đình, việc thể hiện tình yêu trở nên khó thể hiện. Và đúng thật như vậy. Vừa rồi khi mình trao đổi với một số người lớn tuổi để hỏi xem phản ứng của họ sẽ như thế nào khi một ngày nào đó con của họ bày tỏ tình cảm bằng lời nói, thì hầu hết đều cho biết điều này không quan trọng, thậm chí là không cần thiết. Các bạn hãy cùng lắng nghe một số ý kiến này nhé. Ngại đó, bởi vì nó hơi bị giả tạo. Giả tạo. Nếu mà thực sự nói như con nít nó vô tâm, vô tư thì nói sao cũng được. Nhưng mà con lớn mình 30-40 tuổi rồi mà nói con thương ba mẹ lắm. Nói vậy tôi không, nhiều lúc thấy ngại. Có màu mè vậy, chăm sóc lẫn nhau vậy thôi. Mình không có màu mè, quen lâu rồi. Nguyên nhân xuất phát từ những người lớn khá nhiều, phải không các bạn? Vậy theo các bạn, chúng ta nên làm gì để bản thân dễ dàng nói lời yêu hay thay đổi cách nghĩ của người lớn đây? Nếu có cách nào hay thì hãy bình luận dưới đường link của podcast này các bạn nhé. Còn theo mình tìm hiểu trang WikiHow của Mỹ, trang này là một trang web cộng đồng trực tuyến được thành lập vào năm 2005 bởi doanh nhân Internet Jack Herrick đã có chia sẻ. Những vấn đề mình gặp phải thì nên hỏi ba mẹ kinh nghiệm sẽ giúp tăng sự gần gũi. Mặt khác, ba mẹ cũng cảm thấy hữu ích khi có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm sống với các con. Có rất nhiều cách để thể hiện sự hiếu kính, tình yêu thương đối với đấng sinh thành. Và bên cạnh việc thể hiện bằng hành động, đôi khi một câu nói "con yêu ba mẹ" cũng đủ khiến ba mẹ vui lòng. Mình thấy chia sẻ điều này rất hữu ích. Người lớn ngại thay đổi, không lẽ bản thân mình cũng ngại sao? Ngay như bản thân mình, khi nghe con hay các cháu nhỏ trong nhà nói yêu mình lắm, bản thân mình đâu có thấy ngại gì đâu, mà lại rất vui, phải không nè? Nên mình nghĩ, khi lần đầu tiên nói lời yêu thương, có thể ba mẹ mình sẽ không phản ứng và ngại ngùng, nhưng chắc chắn trong lòng sẽ vui lắm. Với lại, mình lớn đến đâu, chức quyền cao đến cỡ nào, thì trong mắt của ba mẹ, mình cũng mãi là một đứa trẻ. Mà đã là trẻ con, thì hãy mạnh dạn nói lời yêu thương các bạn nhé.